Trên xe này là gồm một đoàn xe của câu lạc bộ Bình Đa và hội chữ thập đỏ Bình Đa. Chúng ta hôm nay đi từ thiện ở Long Thành, sau đó sẽ đi họ cái gì bọc gặp bàn nha. Sau đây xin giới thiệu nữ ca sĩ Thanh Lan sẽ đến với chúng ta một nhạc phẩm được mang tên Nối Vòng Tay Lớn. Xin mời các anh chị chúng ta trước khi ha, mình xin thay mặt câu lạc bộ hôm nay ngày 1 tháng 6 chúc tất cả các bé ăn mau chóng lớn và ngoan. Quay em nữa anh. Ở dưới hàng đây nè. Hay quá năm anh em, một chiếc xe tăng cái thù của bà giặc năm anh em. 1, 2, 3 đất nước mình, năm anh em mỗi đứa một nơi, đã lên xe hay là cùng một nơi. Trời ơi, ngồi xuống. Cái tiên thôi. À ha. Cái thằng Lan ơi, năm nay ở Quỳnh Đất nước. Quỳnh Đất nước.